Dương từ và tỏ tiết cứ phần chân là tỏ cứ lò trụ là à xoan lò lò mà muốn dương lò kế cứ lò lình tập về đó nấy lò trụ trụ là tả và tỏ tiết tỏ tiết cứ dương xe xoan lò nó cứ sơ điên năng ấy kế miên trà mắt à xoan lò nó cứ sơ điên từ nắng phơi kế for fun ra tha for fun vi ta lơ ta pian ni vi ta lơ ha min chuoc nte nung hai chang vi ngi sru cham ne chang mon bon ta se ma chua mo ha yo a so vi sa dieng dieng khnie yo ta priep thiep hai dak chmuoh vi krom 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 chang ma ning se ma chua a sa dieng dieng khnie na a so sa dieng dieng na se ma chua chang ma hai dak chmuoh vi krom so ai ke so ai ke chang ma yo meu yo ta vi cham hai srul yol veng ta ne mbaich bách chăm tha ấy tình tình ở chăm tam lê riêng ấy bách gì này dân chăm thứ mấy cứ ở chăm ở chẳng á và thế bách tam lê riêng bách ấy có cái có cái có cú có quay có con con kháng ngô ngô cho chan cho chan cho ấy ấy chân ấy bách gì công công vô chẳng chân dân bàn tay tay bàn rút tay mót thì phần tay ôi thật sẽ dạo bình phần tay dân thường mạch đôi nhung tha chẳng á à so này so cái sò score là về cái dây ho mó score ok say lolling mà score nhân tính rút mót ta cái đạc khó lực nào đôi ta cái đạc chờ lo nhấn kèng về nhà nó kèng về chẳng dân công chơi diêm thôi chẳng dân chơi diêm chạm chờ lo thử mấy cứ ở cục rồi cái đạc nam mà dân score cái đạc nam mà dân score là chẳng thêm tiêu bằng quân xe mà chù á là sẽ điên như chẳng á chứ như đạc chung một cầm cầm hay chơi diêm mơ về mà đong mùi mà đong pi mà ngay bay mà khó mẹ tới tam sao mà đặc biệt bao dương đại dương ai chạm bàn ok ta nâng thì xa tích tuổi nhá từ tam dương thọp mờ thọp riền nhá và đây bảo bóng ôn phơi chân mình chạm có sao chỉ điều ruột luôn ấy nhá đối nhầm thai chân dương ai khó mọi kê một vừa tam dương hơi trẻ tổng ọc nê nâng mến nê nô dương khó khí ok là to là khắp à là dương mơ mơ lo chụ lại tổng ọc nê cứ ấy kê dương mơ máu cứ dương sẽ bẹp ní đôi phò phàn dương nhá ok ta lơ hơi nè bỏ phán hơi dương chuách ok nè ta tiết cứ lo chú là lo tiết ta ok cho bé nè cứ ở xó xó lo ta chú là nó cứ prai thật lấy nhé à là dương tơ bật to tiết cứ xuân chân nhé dương mình to cứ ở xó ó àng nè àng ta dùng mơ to tiết cưa này cưa so o kê hay nè o hé o an dùng an thả o an ta dùng mơ hay dùng riêng từ xe đồng ọc cái này cứ so an o an cái chập pin ná cứ cái chập pin này cuột nhé ta nè dùng mơ cái này ná cuột cứ chập pin năng ảnh thay nè ta bắt to tiết cứ dùng mơ mó cứ bẹp ní mó hay bẹp ní hay bẹp ní ok nếu cứ là sao o nè ta xa lần vĩnh ủa này ta cứ to tiết hả màu nè ok nè bếp này các bạn bật bánh hà thế và dừng chạp bếp này các bạn nè nếu cứ là sao o อ่างนั่น คือ ประอ่างนึงเอง อ่างน้ำ ตัก อย่าง ตัว ตัว ยัง ตัว อสอ จง ក្រោយ คือ ฮ นก ฮูก นะครับ นก ฮูก ฮูก ក្រោយ นั่น เวีย ตัว เรื่อง กระช่อ บนติก ฮูก มัน เป็น ฮ นก ฮูก ฮ นก ฮูก ไอ้ จัง แม่น เด้ คือ ฮ นก ฮูก นะ ฮ นก ฮูก นะ ตัว นี้ คือ อสอ ฮ ไป copy อสอ ฮ มุน อ่ะ ฮ หิบ มัน นะ ta dương mơ và to tiết cứ dương thực sự là so năng máu so trong cầu ấy nè nếu chia so trong cầu ấy hơi trên trên tí sẽ sập buồn nè ta viết sơ điên là lỡ còn tha tha à o áng năng viết ở cuối tế phần tiền đấy vì màu này hơi chuột địch trên trên kể sơ điên này ta dương mơ và to tiết cứ ấy kế cứ ta à, dương chập màu này máu màu này máu màu này máu ok nè hò nó khu ฮอนอกฮูกนะครับตานี่คือเจียซอ
ហណខូកណខូកនោះប្រាសាទទីតុយណខូកតាតោអញ្ចឹងទៅទីតុយភ្នែកធំតោះឥឡូវយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងគឺចប់បញ្ញញ្ញឆ្នា44តួយើងចប់បញ្ញញ្ញឆ្នា44តួហើយយើងមើលស្រៈទី1ស្រៈទី1ហ្នឹងគឺជាស្រៈអយើងអានថាអស្រៈសំលេងខ្លីមិនមានអានអាអីណាគឺអហ្នឹងអហើយបងប្អូនមើលមកនេះនៅកន្លែងនេះវាមានសញ្ញាឆោតហ្នឹងគឺជាទីកន្លែងមួយដែលជំនួសដោយបញ្ញញ្ញឆ្នាណាហើយអានេះគឺជាស្រៈឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់កតនេះមកគឺកអកអញ្ចឹងណាគឺយើងសរសេរកអកគឺដាក់កនៅត្រង់កន្លែងនេះត្រូវចំណាំគឺនៅពេលដែលស្រៈនេះមួយមួយគឺមានសញ្ញាឆោតហើយអាសញ្ញាឆោតហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលជំនួសដោយបញ្ញញ្ញឆ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យហើយណាពីលំនាំតោះឥឡូវយើងទៅមើលនៅក្នុងការសរសេរបញ្ញញ្ញឆ្នាអស់សន្តោសសរសេរស្រៈទី1គឺស្រៈអគេសរសេរបែបណាណាតោះយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរមកនេះគឺជាស្រៈអគេណាស្រៈអណាយើងចាប់ឲ្យស្មើគ្នាមកណាយើងចាប់ឲ្យស្មើគ្នាមកក៏បានដែរហោតទៀតទី2គេនេះគឺជាស្រៈស្រៈអហមួយទៀតចុះគេណានេះគឺជាស្រៈស្រៈអតោះបន្តទៀតហើយស្រៈនឹងគឺសូមបងប្អូនកុំសរសេរបែបនេះគឺជាខុសឧទាហរណ៍ចុចបែបនេះនេះចុចពីរហ្នឹងណាចុចពីរហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេតាន់តាខ្ញុំបានប្រាប់ពីភាពត្រឹមត្រូវនិងកំហុសនៅក្នុងការសរសេរអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនមើលណាចុចពីរបែបនេះគឺខុសហើយមួយទៀតគឺយើងធ្វើជារង្វង់អសន្តោសរង្វង់បែបនេះតាន់ណាយើងធ្វើជារង្វង់បែបនេះគឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងគឺខុសអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺបងប្អូនសរសេរបែបនេះឬក៏យើងខ្ជិលយើងឆោតពីយ៉ាងមកក៏ត្រូវដែរអត់ខុសទេណាប៉ុន្តែបើធ្វើតាមពីហ្នឹងគឺខុសឥឡូវយើងយកបញ្ញញ្ញៈមកដាក់តើគេដាក់យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាបញ្ញញ្ញៈអសកមែនទេអញ្ចឹងយើងដាក់មកកអីគេកអកមែនទេកអកអូខេតោះឥឡូវយើងទៅបន្តទៀតហើយស្រាក់ប្រែទៅណាអត់មានប្រែដូចជញ្ជនៈទេបានទេតោះទី2គឺយើងអានថាស្រៈអាស្រៈសំលេងវែងមិនមានអានអាអីចឹងណាគឺអានะครับអាអស់សេងថាអានะครับយើងបញ្ចេញសំលេងថាអាព្រោះវាជាស្រៈសំលេងវែងណាអញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកទេយើងមើលមកគឺដូចលើដែរណាអាកន្លែងនេះជំនួសឲ្យជញ្ជនៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងសរសេរមកស្រៈអាបងប្អូនហាមគួចតោះនេះហាមគួចគួចគឺអត់ត្រូវទេណាអូខេបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវតោះហាមគួចអត់មានគួចទេណាបងប្អូនមើលណាតិចច្រឡំគួចស្រៈអាខ្មែរអីគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងយើងយកជញ្ជនៈមកប្រកបគឺឧទាហរណ៍ខអាខាណាហើយយើងដាក់មកខនេះគឺអសខយើងនោះមែនទេហោខអាខាហកអាកានะครับខាខានឹងប្រែជើងកានឹងប្រែកំសៀវឬក៏ក្អែកអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនចង់ប្រែក៏បានអត់អីទេនេះខ្ញុំគ្រាន់តែយកជញ្ជនៈមកដាក់ជាឧទាហរណ៍ទេតន់តាឥឡូវយើងទៅមួយទៀតស្រៈអាយើងបានចប់ហើយតែវិញ្ញាណឆ្នាំទី3ណាครับគឺវាស្រៈអ៊ីครับនេះស្រៈអ៊ីណាครับនេះអ៊ីតាហ្នឹងវាមិនស្តៀងទេគឺដូចនឹងស្រៈខ្មែរយើងដែរខ្មែរយើងហៅស្រៈអេប៉ុន្តែថៃវាសំលេងធ្ងន់អ៊ីហ្នឹងសំលេងវាធ្ងន់ណាអ៊ីសំលេងខោសៈតាបន្តទៀតហើយខ្ញុំមើលតទៀតអស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីហ្នឹងគឺសរសេរយ៉ាងម៉េចគឺសរសេរបែបនេះមកដូចស្រៈអេខ្មែរយើងណាតោះនេះអហើយជញ្ជនៈគេដាក់ខាងណាជញ្ជនៈគេដាក់ខាងនៅខាងក្រោមតោះនេះតទៀតគឺស្រៈអ៊ីអត់មានអីបាក់សេសេចឹងមកធម្មតាហ្នឹងមកណាឧទាហរណ៍ថាហនេះគឺហអីគេហហ៊ីបណាครับហ៊ីបហអ៊ីហ៊ីអានេះយើងគ្រាន់តែរៀនប្រកបទេណាយើងរៀនបូកពាក្យចូលហយើងយកហមួយទៀតមកហណកពូកហអ៊ីហ៊ីអូខេនោះវិញវិញតិចតោះសេខ្លីធម្មតាមកណា
ta này dương an ta hi na hi nè họ i hi anh đi dương riêng bậc cọp thế na hay sao i mơ riêng chơi xa khmer mòn á